Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là tối ngày 19 tháng 8 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho các bạn. Thì các bạn nào ưng sản phẩm nào mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ, thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Thì là mới hôm nay thì mình bận công việc chút thì mình không lên clip được. Thì hôm nay mình sắp xếp thời gian và mình lên clip thanh lý điện thoại cũ cho các bạn. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay nhà mình có mấy mẫu giá rẻ thanh lý cho các bạn là sản phẩm Samsung này, là Samsung. Con này là Samsung A8 2016 các bạn nhé. Con này là Samsung A8 2016. Con này là bản Hàn, một sim một sóng. Thì là màn hình con này thì là màn hình là gì nhỉ? Màn hình con này ấy thì là màn hình là 5,7 inch các bạn nhé. Full HD cộng. Đấy. Con này cấu hình của nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB các bạn nhé. Đấy. A8 2016. Con này là bản Hàn một sim, cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB các bạn nhé. Hôm nay nhà mình về được hai con màu xanh này ạ. Hình thức là máy đẹp là trên 90% các bạn nhé. Đấy. Đẹp là trên 90%. Con này thì tình hai tay con này thì tình trạng là màn nó bị hơi bị ám một chút đấy nhá. Đây. Hơi bị ám một chút thôi nhá. Đấy, con này hai con này thì hơi bị ám một chút. Hai con này thì hơi bị ám một chút. Và hai con này thì màn hình hơi ám một chút đấy, thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.400.000 một con nhá. Đây, chỉ với 1.400.000 thì các bạn đã sở hữu là sản phẩm Samsung A8 2016, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Nói thật với các bạn dùng sử dụng những sản phẩm này của Samsung ấy, nói thật các bạn chỉ có đập máy mới hỏng thôi, còn bình thường lỗi vặt rất ít nhé, nên các bạn yên tâm nhé. A6 2018 đấy ạ. A8 2016 các bạn nhé. A8 2016, bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2016 màu xanh này, các bạn nhanh tay đặt hàng mình là sớm nhất. Một là qua Zalo, số này mình dùng Zalo, và hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số tài cho mình. Và đây địa chỉ cửa hàng nhà mình, các bạn ở gần có thể qua trực tiếp cửa hàng nhà mình. Và ở xa thì bên mình có ship. Và hình thức ở xa thì các bạn chỉ có cọc mình 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm của các bạn nhé. Còn thì theo lời khuyên của mình thì các bạn còn nên mua hàng online hay không ấy, thì theo lời khuyên của mình thì các bạn nên mua hàng online. Tại vì mua hàng online thì các bạn chỉ ngồi, tại vì tình hình của Covid Việt Nam thì đang diễn biến rất là phức tạp, thì các bạn có thể là ngồi lại nhà, có nhân viên shipper giao hàng để cho các bạn, các bạn nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà theo mình thì theo lời khuyên của mình ấy, thì các bạn nên chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Tại vì các bạn lúc mà các bạn nhận hàng thanh toán ấy, thì các bạn còn kiểm tra được chuẩn máy các bạn đặt không nhá. Đấy, theo lời khuyên của mình thì các bạn nên chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Và tất cả sản phẩm bên mình thì có cho kiểm tra, test hàng và xem và thanh toán thoải mái nhá. Nên các bạn yên tâm nhá, không phải lo gì ạ. Đấy, tất cả các bạn mua shop nào của mình, các bạn có mua shop mình và shop khác cũng được, các bạn cứ chọn hình thức của mình là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán giúp mình nhé. Còn các bạn nào mà tin tưởng rồi cứ chuyển khoản trước cũng được, không sao các bạn nhé. Đấy. Nhưng mình chỉ sợ mỗi là mất hàng thôi. Đấy. Nhưng mà mất hàng các bạn cũng phải cọc trước nhá. À, các bạn cũng phải là bóc ra hàng ra kiểm tra nhé. Đấy. Còn hai con này chỉ là 1.400.000 thôi. Đấy. Giá cực kỳ là rẻ nhé. Đấy. Màn hình cực kỳ là to. Các bạn xem phim cực kỳ là đã. Nói chung là các bạn mua về tặng cho ông bà, bố mẹ, người thân rất là tuyệt vời. Tội gì các bạn đi mua sản phẩm mới 3-4 triệu bạc, nói thật với 3-4 triệu không dùng bằng sướng sản phẩm Samsung A8 2016 này các bạn nhé. Mình nói thật với các bạn luôn, RAM 3GB chạy cực kỳ là mượt ạ. Đấy, rất là sướng, giá cực kỳ là rẻ nhé. 1.400.000 cho các bạn về chiến các loại game nhé. Đấy. Đấy. Và đây ạ. Và đây con này là con Intex này. Đấy. Và đây là con Mattel này. Con Mattel này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1 triệu đồng nhé. Đấy. Con Mattel này, đấy. Mattel này. Đấy. Đây. Con Mattel thì màn cực kỳ là đẹp này. Mattel này. Bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1 triệu đồng nhá. Đây, con này thì có con này mở khóa vào vân tay này. Đây là camera này, điện flash vào khóa vân tay này. Con Mattel này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1 triệu đồng. Đấy. Mattel này 1 triệu đồng. Đấy. Mattel này 1 triệu đồng nhé. Nói chung là con này nói chung nó dùng cũng sướng lắm. Rất là ok ạ. Đấy. Và hôm nay thì nhà mình về được con này là con iPhone Pro Max này, iPhone Pro Max, nhưng mà con này là hàng pha ke nhé.
Con này thì là khách cũng có đặt mua trên mạng này với giá là 5 triệu đồng nhé. Đấy, mua iPhone 7 Plus 5 triệu đồng. Nhưng mà khách họ mua nhầm, phải là lúc mà gửi hàng nhưng mà họ lại gửi mất là kiểu dạng kiểu lừa ấy. Người ta gửi khách thì đặt mua iPhone 7 Plus. Nhưng mà shop đấy thì shop đấy là shop nhiều mà trên quảng cáo trên Facebook ấy. Họ lại gửi cho khách hàng là một con iPhone Pro Max này. Đây. Pro Max này. Đây. À này, iPhone 11 Pro Max này, iPhone 11 Pro Max. Con này là 64 GB nhé. Đấy, 64 GB. Đấy, Pro Max các bạn nhìn làm như thật luôn ạ. Đây. Đấy, bóc ra làm như thật này. Máy nguyên hộp phụ kiện nhé. Đây. Con này đây, người ta tặng sạc này. Mấy cả hộp luôn này. Đấy. Đấy, hàng pha ke nhá. Con này là hàng pha ke nhá. Thì máy như nào thì mình nói luôn trực tiếp cho các bạn nhá. Đấy. Nhiều bạn thì cứ bảo là đưa anh ơi đừng có bán hàng pha ke mấy nọ kia. Nói thật với các bạn ấy thì chẳng nhẽ là vứt đi à? Thế cho nhanh, tại vì mình bán thì mình cũng báo giá, báo luôn trực tiếp cho bạn là hàng ví dụ hàng tàu hay là hàng công ty hay là hàng pha ke. Đấy, thì mình cũng báo trực tiếp cho các bạn, thì các bạn thích sản phẩm iPhone Pro 11 Pro Max này thì các bạn nhắn tới hàng mình là sớm nhất nhá. Đây ạ. Rồi, ra đây là một dùng đây các bạn qua hai số trực tiếp đấy nhá. Số này mình dùng ra Zalo các bạn nhá. Đấy. Tại vì cái này là thuận mua vừa bán mà. Chứ cái này thì túi tiền ở trong túi các bạn thì mình cũng không thể ép được các bạn là mua hàng hay không mua hàng. Đây ạ. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 11 Pro Max này thì các bạn nhắn tới hàng mình sớm nhất nhá. Đấy, con này thì là máy đồ của khách. Thì các bạn muốn biết giá trực tiếp thì các bạn liên hệ trực tiếp cho mình nhá. Này. iPhone 11 Pro Max đấy. iPhone 11 Pro Max 3 camera này. Nhưng mà 3 camera nó xấu lắm. Đấy, nhiều bạn mình bảo anh ơi đừng bán hàng tàu. Chẳng nghe những con hàng ngày xưa, những cái ngày mà thời điểm mà cách đây khoảng độ lúc mình còn đang học 12 ấy, mình còn mua máy tàu mình còn dùng rất là sướng, rất là phê, có làm sao đâu. Mà mình còn dùng mấy cái máy tàu mấy năm rồi, có làm sao đâu. Mà bây giờ các bạn cứ chê ỏng chê eo. Nói chung là mình bán thì không phải là mình, ví dụ như con này hàng tàu mình lại báo cho các bạn ấy. Ví dụ như con này iPhone Pro mua mắc này là hàng tàu ấy, nhưng mình báo cho bạn là hàng xịn ấy, thì các bạn có thể là bảo mình là coi như là không bán hay gì đấy. Nhưng mà con này là hàng tàu thì mình bảo luôn cho bạn là hàng tàu đấy, để cho bạn dễ hiểu. Còn bạn nào thích mua thì các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho mình nhé. Đấy, con này dùng rất là sướng, nói chung là mình thấy trải nghiệm dùng rất là sướng. Đây nó có, thì có nó sẽ hết balay này, iPhone tàu nó có sẽ hết balay nhé, mà dùng nhanh mượt lắm, mà nghe gọi thì mình cũng thấy loa to đây. Rất là sướng á, nói chung là nhanh mượt lắm. Đây, vào YouTube đây, YouTube, Facebook, Zalo, nói chung là mình cũng tải ứng dụng rồi. Còn YouTube đây. Đây, nghe nhạc xem phim cũng rất là tuyệt vời nhá. Máy cực kỳ đẹp, công nhận họ làm giống thật iPhone Pro Max này. Đây. Mình sẽ vào coi như nó đây. Rất là nhanh nhá. Không phải là các bạn, nhiều bạn cứ chê hàng tàu nọ kia các kiểu đấy. Thì mình mua bán thì mình bảo trực tiếp cho bạn là hàng tàu hay là hàng công ty đấy, chứ không phải là hàng mình bán coi như là giấu giếm, chứ không phải mình bán giấu giếm là hàng công ty mình lại bảo à hàng tàu mình bảo công ty, mà công ty mình bảo là tàu đấy. Đây. Đây nghe nhạc cực kỳ rất là hay nhá, mà cũng nhanh lắm, chung cũng nhanh lắm, chứ không phải đến nỗi mà, nhưng mà tàu này khả năng là tàu cao cấp này. Đấy, con này là bản tàu cao cấp này, nó nhanh lắm, nó không phải những con tàu kia mà nó ượt đấy. Bạn nào thích sản phẩm iPhone Pro 11 Pro Max này, các bạn ra hàng mình là sớm nhất chưa. Máy con này thì là nguyên hộp phụ kiện, và nguyên hộp phụ kiện này thì đây thì là con này thì là nhận, mình nên nhận đồ của khách ấy, thì là khách không biết dùng sản phẩm mà này, thì các bạn nào thích thì bạn liên hệ trực tiếp dùng số điện thoại mình nhá. Đấy. Mà dùng sướng lắm. Đây. Đây. Con này thì mình sẽ thanh lý các bạn với giá là hơn 1 triệu đâu các bạn nhá. Để biết giá trực tiếp thì các bạn liên hệ trực tiếp cho qua số điện thoại mình. Con này thì mình nhận đồ của khách mà, để mình tránh tình trạng là giá cả nói chung là mua bán là khách không hài lòng. Thì mình chỉ thanh lý với giá là hơn 1 triệu đồng thôi. Bạn nào thích sản phẩm iPhone Pro 11 Pro Max này các bạn nhắn hàng mình sớm nhất nhá. Đấy, rất là rẻ nhá. Sướng lắm, nhanh lắm, nói chung là nhanh lắm, không không phải đến nỗi nào mà chậm quá này, dùng rất là sướng. Hơn 1 triệu đồng các bạn sở hữu
iPhone Pro 11 Pro Max khách vừa mua 5 triệu khỏi tay các bạn nhé. Đấy, bên hộp phụ kiện các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con này là con Samsung gì nhỉ? Samsung Z7 Pro. Z7 Pro con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Đây, Z7 Pro, pin của nó là pin 3K6 các bạn nhé. Đây, Z7 Pro pin của nó là pin 3600. Bên mình đang bán các bạn với giá là 2 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Pro bản công ty 2 SIM 2 sóng này các bạn nhấn tay hàng mình sớm nhất. Con này thì bên mình đang bán với giá 2 triệu đồng các bạn nhé. Mình úp xuống đây để cho nó nhìn rõ màu. Hình như ở đây nó đen. Đây, hôm nay nhà mình về được con Samsung này, con Samsung Z7 Prime nhá. Z7 Prime thì là con này là bản công ty 2 SIM 2 sóng. Bên mình đang bán bạn với giá là 1.600.000 nhá. Z7 Prime. Cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB ạ. Này, Z7 Prime. Con này vẫn còn lý lùng. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Prime này các bạn nhà hàng được sớm nhất nhá. RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Con này là bản công ty 2 SIM 2 sóng. Bên mình đang bán bạn giá là 1.600.000 nhá, cực kỳ là rẻ cho các bạn nhá. Đấy, 1.600.000 sản phẩm Z7 Prime đấy ạ. Rất là rẻ cho các bạn. Và đây là con Samsung Z3 Pro. Z3 Pro thì là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Màn con này thì là khách tì bị chạy một tí mực ở đây nhá. Đấy. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 700.000. Z3 Pro 700.000 các bạn nhá. Đấy. Z3 Pro 700.000. Màn nó chỉ bị chạy một tí bực đây thôi. Đấy, bên mình đang bán bạn với giá là 700.000 nhá. Thanh lý giá học sinh sinh viên cho các bạn nhá. Đấy. Kênh YouTube mình toàn giá điện thoại cũ giá rẻ thôi. Nên là các bạn cứ yên tâm về giá bên mình. Và con này là con Oppo A37 này. Đấy. Oppo A37, con này 900.000 nhá. Đấy, Oppo A37 900.000 nhá. Đấy, 900.000. Hình thức còn 90% nhá. RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Bên mình đang thanh lý bạn với giá là 900.000 Oppo A7 này ạ. Rất là rẻ nhé. Giá cực kỳ lợn chết cho các bạn. Đấy. Soli EZ thì hôm nay nhà mình vừa mới về được 2 cây các bạn nhé. Đấy, Soli EZ. Lúc cái thời điểm năm ngoái mình đang bán toàn trên gì nhỉ? Toàn trên 2 triệu. Đấy, Soli EZ. Thì hình thức là máy bên mình là màu đen nhé. Hai con này thì là màu đen. Hình thức là máy đẹp là trên 90% các bạn nhé. Soli EZ bên mình là trên 90%. Cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Đấy, con này là chip chạy chip Snapdragon 820 các bạn nhá. Soli EZ đấy ạ. Đấy. Bên mình đang bán các bạn với giá là 1.600.000. Hình thức là máy đẹp là 90%, trên 90% nhá. Đây. Nói chung là 97-98% này, rất là đẹp đấy. Soli EZ đấy. Bạn nào thích sản phẩm Soli EZ để các bạn nghe hàng mình sớm nhất nhá. Bên mình đang bán các bạn với giá là 1.600.000. Đây Soli EZ đấy ạ. Đấy. Một camera và hai đèn flash các bạn nhá, Soli EZ đấy nhá. Bạn nào thích sản phẩm Soli EZ để các bạn nghe hàng mình sớm nhất nhá. Đây Soli EZ đấy ạ. 1.600.000 thì mình về được hai con màu đen này các bạn nhá. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con Lot 5 này. Đấy, con Lot 5 này. Con Lot 5 này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách. Cái hàng thâu lại của khách thì mình sẽ thanh lý bạn với giá cực kỳ là rẻ thôi. Đấy, thâu lại của khách. Con này là bản RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB cho các bạn nhé. Con Lot 5 này. Con Lot 5 bản 64GB này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.300.000 các bạn nhé. Lot 5 bản RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB, bên mình đang bán bạn với giá là 2.300.000. Máy con này là máy màu gold các bạn nhá. Này Lot 5 màu gold, 2.300.000. Phiên bản RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 8GB, à gì nhỉ? Bộ nhớ trong con này là 64GB. Đấy, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB các bạn nhá. Này con này thì là main zin, màn zin nên là các bạn cứ yên tâm sử dụng nhá. Lot 5 này. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lot 5 này các bạn nhà hàng về sớm nhất nhá. Đấy. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và buổi tối hôm nay thì bên em lại về ít sản phẩm để quậy cũ giá rẻ. Thì còn mấy con này thì để mai mình xem giá cả như nào thì mình sẽ báo giá nốt cho các bạn nhé. Thì vì bây giờ mình cũng buồn ngủ quá rồi. Và bây giờ thì là mai thì hôm nay thì là đầu tháng mới. Thì mình chúc các bạn là một tháng mới coi như là công việc thì luôn luôn thuận lợi. Và các bạn nhớ là ủng hộ đăng ký kênh, bật chuông thông báo và ủng hộ nhiều sản phẩm điện thoại cũ của mình.
chắc là ít nhất năm nay đợt này thì Covid thì là máy lượng máy thì nó cực kỳ là hạn chế, nhưng mà chắc là thời gian nữa thì là dịch nó vạn đi ấy, thì mình sẽ cố gắng nhập nhiều máy để cho các bạn thanh lý cho bạn nhé. Và các bạn muộn rồi, xin các bạn xem video mình buổi tối ngon nhá. Xin chào và hẹn lại clip tối ngày mai nhá.